ngày 23 tháng 6, Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng vừa gặp gỡ, tuyên truyền để ông Đặng Văn Phòng không mặc quần áo giống nhà sư đi khất thực, gây hiếu kỳ, hiểu lầm, có thể dẫn đến phức tạp tình hình an ninh trật tự ở địa phương, cũng như gây dư luận xấu trên không gian mạng. Theo thông tin ban đầu, ông Đặng Văn Phòng, sinh năm 1983, có quê tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà, Hải Dương, trú tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ông được một số người dân đặt cho biệt hiệu là Hộ Pháp Kim Cang và đi theo ông Lê Anh Tú, người tự tu hành có pháp danh Thích Minh Tuệ. Tại cơ quan chức năng, ông Đặng Văn Phòng cho biết, không sinh sống thường xuyên tại Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, mà thi thoảng về quê, ở lại nhà của hai anh trai là Đặng Văn Kiều và Đặng Văn Hải. Ngày 19 tháng 6, ông cùng một số người bạn vào một quán cà phê ở thị trấn Thanh Hà để uống nước. Sau đó, ông mặc quần áo giống như người tự tu hành Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ, ra khu vực chợ Hương ở thị trấn Thanh Hà mua hoa quả, rồi ra nghĩa trang liệt sĩ huyện Thanh Hà thắp hương. Quá trình di chuyển của ông Đặng Văn Phòng trong trang phục do ông Lê Anh Tú đã khiến nhiều người dân hiếu kỳ, tụ tập, chụp ảnh, quay clip đưa lên mạng xã hội để câu like, gây hiểu lầm, gây dư luận xấu và có thể dẫn tới nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương. Tại cơ quan chức năng, ông Đặng Văn Phòng khẳng định là không thực hiện đi khất thực và chỉ tu tại nhà, không bán hàng online, không câu view, không câu like trên mạng xã hội. Ông cũng đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm những người đưa tin sai sự thật về việc ông đi khất thực, gây ảnh hưởng đến quyền công dân và đời sống riêng tư. Được biết, trước đó ông Đặng Văn Phòng cùng một số người khác đã đi bộ theo ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ đi khất thực. Gần đây, nhiều người hưởng lợi từ việc khai thác hình ảnh của ông Thích Minh Tuệ, nhưng bản thân ông và gia đình chỉ nhận về những rắc rối, không biết khi nào mới có thể thoát được. Theo đó, mạng xã hội lan truyền một clip dài khoảng 1 phút, quay lại cảnh rất nhiều phụ nữ trung niên mặc váy với họa tiết lấy cảm hứng từ trang phục của ông Thích Minh Tuệ, đổ bộ vào nhà của ông ở Gia Lai, xếp hàng chụp ảnh. Họ check-in ở bất cứ ngóc ngách nào trong nhà và đặc biệt ưa chuộng khu vực có ảnh của ông Thích Minh Tuệ với hy vọng có bức ảnh làm kỷ niệm. Thậm chí, nhiều người còn tới nhà vái lạy trước các bức ảnh của ông Thích Minh Tuệ, lầm nhầm cầu khấn. Không gian riêng tư của một gia đình là nơi bất khả xâm phạm nếu chủ nhà không cho phép. Nhà là nơi nghỉ ngơi của các thành viên trong gia đình của ông Thích Minh Tuệ, trong đó có bố mẹ ông này đã cao tuổi sức yếu. Tuy nhiên, nơi đây lại bất ngờ trở thành địa điểm tham quan bất đắc dĩ, khiến cuộc sống của gia đình ông Thích Minh Tuệ bị đảo lộn hoàn toàn. Bất chấp sự vắng mặt của nhân vật chính, một số người dân liên tục quấy rầy gia đình ông Thích Minh Tuệ. Điều này đã khiến bố mẹ ông đáng lẽ được nghỉ ngơi thì phải tiếp khách từ sáng đến đêm. Có lẽ không một ai muốn mình hot đến mức như này, bởi lệ đâu không thấy, chỉ nhìn thấy sắc rối và sự phiền nhiễu. Ông Thích Minh Tuệ rõ ràng không thể yên thân để tu tập khi nhất cử, nhất động đều có người đi theo và ghi lại. Còn gia đình của ông thì không thể có một cuộc sống bình thường như trước. Trước đó ở phóng sự phát bản tin thời sự 19 giờ ngày 8 tháng 6 trên VTV1, ông Thích Minh Tuệ phải lên tiếng khuyên đám đông hãy về làm việc của mình, ông không cần ai đi theo bởi điều đó làm mất trật tự và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Tuy nhiên, dường như những lời đề nghị này không có tác dụng. Cảm xúc của ông thế nào khi nhận được căn cước công dân? Dạ, cảm xúc của con cũng như bao người công dân bình thường khác, gọi là nếu mà có nó để đảm bảo quyền lợi cho mình học tập, tu học được thì rất là tốt đẹp. Dạ, A Di Đà Phật. Ông có hài lòng không về cái việc cấp căn cước công dân và có gặp cái trở ngại gì trong quá trình cấp căn cước công dân không? Dạ, căn cước công dân đối với con á, nếu mà nó đem lại con đường bảo đảm tu hành cho mình được hay là cái gì á, mình ở đây là cũng đều nói cái này là mình vui vẻ hài lòng hay là không vui vẻ hài lòng đối với con, là nó mà đem đến đảm bảo cho mình tu hành thiền định trí tuệ được thì đều tốt đẹp. A Di Đà Phật. Dạ. Có căn cước công dân rồi, biết đâu một cái cơ duyên nào đó được về thăm Đức Phật ở Ấn Độ chẳng hạn, thì ông nghĩ sao về điều này? Dạ, được về thăm Đức Phật thì đảnh lễ nơi bốn thánh địa của Đức Thế Tôn thì cũng đều tốt đẹp. Con cũng ước mong ngày xưa con cũng nói là có một cái duyên nào đó, có một lúc nào đó mình bộ hành về Ấn Độ, mình đảnh lễ nơi bốn thánh địa của Đức Thế Tôn rồi mình học tập, mình cảm ơn cái ân đức của Đức Thế Tôn, tri ân với Ngài. Nhưng mà cái đấy thì con cũng thấy hạnh phúc, vui vẻ nếu đạt được. Từ khi ở Huế về đây ấy, để trung tâm tu tập ấy, thì tinh thần, sức khỏe của ông thế nào? Dạ, vẫn tốt đẹp, đủ. Nói chung giờ cũng để với cái sức khỏe này thì vẫn bộ hành được, vẫn tu hành được, vẫn khất thực, vẫn nói chung là để đáp ứng để nguyện vọng và học tập theo lời Phật dạy thì vẫn ổn định. Ai như đẹp, ai như đẹp. Ông Thích Minh Tuệ trở thành một nhân vật được quan tâm đặc biệt trên truyền thông, mang lại lượng view rất lớn trên mạng xã hội. Thậm chí có những streamer đi theo ông Thích Minh Tuệ kiếm hơn 60 triệu đồng trên một ngày.
Mối lợi quá lớn này khiến nhiều người bất chấp nguy hiểm, bất chấp đạo đức, miễn là có được những hình ảnh của ông Thích Minh Tuệ để câu view, câu like cho kênh của mình và sau đó là kiếm bội tiền. Họ không mang tới việc mình đang làm phiền, thậm chí lợi dụng hình ảnh của ông Thích Minh Tuệ để phục vụ cho mục đích riêng. Trong suốt một tuần ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ, có lẽ là khoảng lặng hiếm hoi, ông có thể an tĩnh để tu hành khi không ai biết ông đang ở đâu để đi theo. Tuy nhiên, kể từ lúc ông xuất hiện trở lại, cụ thể vào ngày 8 tháng 6, khi nhận được căn cước công dân và về quê ở Gia Lai, thì cơn ác mộng lại quay về khi nhất cử nhất động của ông Thích Minh Tuệ đều bị ghi lại và đăng tải tràn lan trên mạng xã hội. Nhiều người phải thốt lên, khổ như ông Thích Minh Tuệ, bởi quá thương cho một người tu hành mà ngay cả quyền riêng tư cũng không còn. Cách đây ít hôm, bà Nguyễn Thị Mai, 75 tuổi, mẹ đẻ của ông Thích Minh Tuệ chia sẻ: "Hai ngày nay, nhà tôi không ăn uống, ngủ nghỉ gì được. Tôi bị huyết áp cao mà phải đón khách từ sáng sớm đến tận đêm khuya nên rất mệt. Nhiều khi đến bữa cơm, họ cũng vào quay phim, chụp ảnh khiến ông nhà tôi chỉ dùng được ít nước canh rồi đứng dậy. Cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn." Còn ông Lê Xuân, bố đẻ của Thích Minh Tuệ, dù đã 85 tuổi nhưng phải tiếp khách từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Theo bà Mai, nguyện vọng của ông Thích Minh Tuệ là không đóng cửa, ai đến cũng đón tiếp bình thường nên gia đình không còn cách nào khác. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài thì ông bà không thể chịu nổi được nữa. Bà Mai mong nếu có cơ hội, ông Thích Minh Tuệ được sang Ấn Độ tu tập một thời gian cho ổn định. Và cũng đã rất nhiều lần ông Thích Minh Tuệ mong muốn mọi người đừng đi theo mình để quay phim chụp ảnh, gây ảnh hưởng tới việc ông ngồi thiền cũng như tu hành. Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều TikToker, YouTuber, Facebooker lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để trục lợi. Cơ quan công an cũng đã khuyến cáo người dùng mạng xã hội tuân thủ luật an ninh mạng, các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, tránh việc tụ tập đông người, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai, vừa qua Công an tỉnh này đã tiếp nhận trình báo của ông DMT, 39 tuổi, ngụ huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tố cáo một số tài khoản trên mạng xã hội đăng tin vu khống ông lợi dụng hình ảnh của ông Lê Anh Tú, sư Thích Minh Tuệ để kêu gọi từ thiện. Sự việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cá nhân gia đình của ông. Ông T còn tố cáo nhiều người lợi dụng bộ hành theo đoàn hộ pháp cho sư Thích Minh Tuệ để quay phim livestream, chụp ảnh trục lợi. Theo cơ quan công an, thời gian đầu ông Lê Anh Tú cùng một số người gọi là Minh Tạng bộ hành khất thực từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, khi đến các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, bắt đầu xuất hiện nhiều người đến từ các tỉnh thành cạo chọc đầu đi cùng đoàn. Trong đoàn bộ hành có 70 người cạo chọc đầu thì có 16 TikToker, YouTuber đến từ tỉnh An Giang, 12 TikToker, YouTuber đến từ tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra còn có rất nhiều người sử dụng nền tảng mạng xã hội livestream để kiếm tiền. Cũng theo cơ quan công an, một số đối tượng chống phá nhà nước đã lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ, nhất là sau khi ông Tuệ được cơ quan chức năng hỗ trợ ẩn tu để xuyên tạc chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước. Vừa qua, ông L.A.T., anh trai ông Thích Minh Tuệ, cũng đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng xử lý những trường hợp lợi dụng hình ảnh của ông Lê Anh Tú để livestream, gây ảnh hưởng đến em trai và gia đình của ông.